Lý Thường Kiệt, từ hoạn quan đến vị tướng lừng danh sử Việt. Lý Thường Kiệt, sinh năm 1019, mất năm 1105, là một nhà quân sự, nhà chính trị cũng như hoạn quan rất nổi tiếng vào thời nhà Lý nước Đại Việt. Ông làm quan ba triều Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và đạt được nhiều thành tựu to lớn, khiến ông trở thành một trong hai danh tướng vĩ đại nhất nhà Lý. Trong lịch sử Việt Nam, ông nổi bật với việc chinh phạt Chiêm Thành vào năm 1069, đánh phá ba châu Khâm, Ung, Liêm, nước Tống năm 1075 đến 1076, rồi đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt của quân Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy. Đặc biệt, trận chiến ở ba châu Khâm, Ung, Liêm đã khiến tên tuổi của ông vang dội ra khỏi Đại Việt và được biết đến ở đất Tống. Năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liệt ông vào một trong 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam.